Xin kính chào quý vị và các bạn. Tại Bắc Bộ và Trung Bộ hôm nay tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ về chiều tối cần đề phòng với mưa rông mạnh. Cụ thể do những cơn mưa từ đêm qua nên trong hôm nay nền nhiệt tại Bắc Bộ có phần dịu hơn, trưa chiều dao động xung quanh ngưỡng là 31 đến 34 độ, chỉ một vài nơi vượt ngưỡng 34 độ và có nắng nóng gay gắt. Tại Trung Bộ hôm nay vẫn là ngày nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến khu vực Phú Yên ở mức là 35 đến 38 độ, chỉ riêng tại khu vực Nam Trung Bộ thì mức nhiệt dễ chịu hơn đôi chút, trưa chiều vào khoảng là từ 31 đến 34 độ. Cần lưu ý là về chiều tối, Trung Bộ sẽ có thể sẽ có mưa rào và rông rải rác và những cơn rông nhiệt sau ngày nắng nóng có thể gây ra mưa lớn. Trong mưa rông có thể đi kèm thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày có nắng nóng với mức nhiệt trưa chiều tại khu vực Tây Nguyên là từ 27 đến 30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Về chiều tối do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên cả hai khu vực này đều có mưa rông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Đến với khu vực biển Đông, tại khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam ở mức cấp 3 cấp 4, nhiệt độ cao nhất là 31 đến 33 độ. Còn tại khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 32 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi xảy ra nắng nóng gây gắt, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ.